mấy lão già đó. Thấy Trúc Anh nhăn mặt vì đau, lực tay của Kiệt giảm nhẹ. Anh vuốt ve gò má của cô. Chích lưỡng vậy là chính gì đâu. Nếu như cô nghe và cô hiểu hết thì cô phải biết yêu cầu tìm vợ của tôi cao như thế nào rồi chứ. Tôi tự tin mình đáp ứng được. Năm đời nhà tôi đều là tài phiệt, có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường kinh tế trong nước. Mấy con lớn thì anh Đức làm việc với các thế lực chính quyền. Đức không ngon. Nhưng cô không được họ thừa nhận. Nên việc cô là con gái của tài phiệt chỉ là hão danh. Nữa không? Tôi là đứa cháu nội duy nhất trong nhà, có 8% cổ phần trong tay, gần như ngang bằng với bác cả và bố tôi. Đây là tin tức nổi bộ, nhưng không lâu nữa nó được công khai trên khắp cả nước. Đến lúc đó tôi vượt quá yêu cầu tìm vợ của anh rồi đấy. Sự tự tin trên gương mặt của Trúc Anh làm Kiệt không khỏi bật cười. Anh sang một cái bẫy hoàn hảo, chỉ chờ đến phút này để cá cắn câu. Trúc Anh chính là lựa chọn đầu tiên cho công cuộc tìm vợ của anh. Đó là lý do anh liều mạng cứu cô khỏi bệnh viện. Nhưng Kiệt không chủ động đưa ra yêu cầu mà tạo tình huống thúc đẩy Trúc Anh mở lời trước. Đến cả cuộc nói chuyện trong phòng khách cũng là sự sắp xếp của anh. Chưa những thứ liên quan đến công việc, làm gì có chuyện anh để cho người ngoài nghe thấy. Anh cười cái gì? Có đồng đen, ý vàng đó. Với phi vụ làm ăn này không? Trúc Anh đánh mạnh vào vai của Kiệt một cái. Người đàn ông khó đoán này khiến cho cô mệt óc thực sự. Thế mà Kiệt không trả lời. Đôi mắt của anh liếc xuống chân của cô, rồi quét lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cau có của cô. Không phải bám tường để đi nữa sao? Việt Nam có câu một lần bất tín, vạn lần bất tin. Việc còn con như vậy mà cô lại lừa dối tôi, làm sao tôi dám đặt niềm tin vào cô? Hợp tác của chúng ta hai bên cũng có lợi, là một bản hợp đồng rõ ràng, thế là xong. Vậy là nói chi vậy? Vậy mẹ ăn chứ chi? Mà áo chảy dài. Lát tay cái áo khác luôn. Rồi con cắt rồi. Con cắt rồi, gấp ăn đi. Thích lắm, thích ốc này lắm. Ốc này giá buồn, mày thích ốc nào? Tự nhiên là cốc này à. Ừ, cốc này à. Cốc này cũng mắc hơn cốc buồn. Để râm lên một cọng. Râm râm hả? Ừ. Có rau răm nữa ăn nó mới thơm. Ừ, ăn cái ngon cũng thơm nữa. Ừ. Cái đuôi này, có đuôi đen này con thích ăn, cái đuôi vàng mới ăn được. Cái đuôi đen bỏ đi. Con là con ăn nguyên con. Ôi trời ơi, quên. Con không có chấm cái này. Để mẹ còn nè, có mẹ còn miếng nè. Con chấm muối tiêu. Cái đó nó ngọt, không thích, tôi thích mặn mặn, chua chua, cay cay. Ngon, cái đồ làm ngon đúng không? Cái này nha. Cái này hết tanh. Ông đòi hề mình nói tanh.
đồ mặn để dính miệng nữa. Còn miếng nó ăn vô nè. Rồi ha, ăn nữa. Còn mấy con nữa mà ăn.